Các bạn có vẻ như đang sôi sục về thương mại điện tử, rất háo hức về nó quá hồng. Rất nhiều người thắc mắc là tại sao hồi sinh viên mày đã kiếm được 100 triệu rồi. Thương mại điện tử có vẻ nhìn đâu thấy lãi, đâu thấy tiền, đâu thấy thành công. Quan trọng là anh đủ hiểu về thị trường. Đấy là lúc mà bạn kiếm tiền. Việc học đại học nó cần thiết hay không? Những cái người bỏ học là tôi không thích, tôi bỏ. Tôi không thích làm, tôi không làm. Không làm được sao? Bạn phải lì để trôi qua được những cái khúc sóng gió đó. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Chào mừng các anh em quay trở lại với Spy Room. Đây là bài viết Các đời Tổng thống Ukraine làm nghề gì của tác giả Hoàng Hà 1995 đăng tải trên spyroom.com. Còn mình là Nam, mời các bạn lắng nghe nội dung bài viết này nhé. Gần đây, trên mạng xã hội mình đọc rất là nhiều lời chế giễu về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là xuất thân từ một diễn viên, gã hè đi làm chính trị. Vậy thì chúng ta thử nhìn sâu và xa hơn xem các đời tổng thống Ukraine trước đây họ đã từng làm nghề gì và liệu nghề nghiệp xuất thân ảnh hưởng tới sự nghiệp tổng thống của họ ra sao. Nhìn vào biểu đồ GDP của các quốc gia Ukraine ở hình 1, chúng ta có thể thấy giai đoạn 2005 đến nay GDP quốc gia này có nhiều sự trồi sụp do tình hình chính trị bất ổn. Chúng ta có thể bắt đầu xem xét các thời tổng thống từ đó. Viktor Yushchenko, từ năm 2005 đến năm 2009, tiến sĩ kinh tế, thống đốc ngân hàng, thân EU. Yushchenko sinh năm 1954, tốt nghiệp Học viện Tài chính và Kinh tế Chernobyl năm 1975. Từ năm 1975 đến năm 1976, ông là lính nghĩa vụ tại quân khu Transcaucasian ở biên giới Xô, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, từ năm 1976, ông hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng với các ngân hàng như Ngân hàng Nhà nước Xô Viết, Ngân hàng Nông nghiệp Ukraine. Năm 1993, ông được bổ nhiệm làm thống đốc Ngân hàng Ukraine, có công lao lớn trong việc xử lý khủng hoảng tài chính năm 1998 và nhiều hoạt động kinh tế khác. Ông đắc cử Tổng thống Ukraine vào năm 2004 với tư tưởng thân phương Tây và bài trừ Nga. Năm này ở Nga cũng xảy ra cuộc cách mạng cam do Yushchenko lãnh đạo kéo dài 2 tháng. Đây có thể coi là xung đột căng thẳng đầu tiên giữa hai phe thân EU và thân Nga. Như đồ thị GDP, năm 2008 đến năm 2009 ở Ukraine đã xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề khi nhập khẩu khí đốt từ Nga tăng lên 3,2 tỷ đô và chịu ảnh hưởng cuộc khủng hoảng toàn cầu lúc bấy giờ. Tỷ lệ lạm phát năm 2008 lên tới 22%, trong khi đồng nội tệ giảm giá hơn 60%, sản xuất công nghiệp giảm và khả năng vỡ nợ tăng. Nhà nước Ukraine đã phải thu mua cổ phần lại hàng loạt ngân hàng như ngân hàng Ukrska Bank, ngân hàng Rodovit, ngân hàng Kiev. Ông Yushchenko cũng bị chỉ trích bởi các nghị quyết sai lầm trong dự luật áp dụng tiền lương và lương hưu tăng, cùng nhiều bê bối khác. Sau 5 năm cuộc cách mạng nổ ra, người dân Ukraine rất thất vọng về các lãnh đạo cách mạng cam. Kết quả là trong cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp, một ứng viên có lập trường ủng hộ quan hệ với Nga là Viktor Yanukovych đã giành chiến thắng. Nền kinh tế Ukraine phục hồi ngay trong quý đầu tiên của năm 2010. Viktor Yanukovych, từ năm 2010 đến năm 2014, Giám đốc Vận tải, Cục trưởng Cục Hành chính, thân Nga. Viktor Yanukovych, sinh năm 1950, là một nhà chính trị Ukraine gốc Nga. Năm tuổi 17, Yanukovych bị kết án 3 năm tù vì tham gia vào một vụ cướp và hành hung. 3 năm sau, ông cũng bị kết án lần hai vì cùng tội danh. Năm 1971, Yanukovych kết hôn với Lyudmila Nastenko, cháu gái của thẩm phán thành phố Yenakiv Oleksandr Sezin. Năm 1974, khi 24 tuổi, Yanukovych bắt đầu nhập học tại Học viện Bách khoa Donetsk. Năm 1976, khi đang là sinh viên năm thứ hai, ông được thăng chức làm giám đốc một bộ phận vận tải đường bộ nhỏ trong công ty khai thác than Ozonikizgon. Ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong các công ty vận tải ở Yenakiv và Donetsk cho đến năm 1996. Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hành chính Ukraine. Năm 2002, Tổng thống Leonid Kuchma bổ nhiệm Yanukovych vào chức vụ Thủ tướng sau khi Anatoly Kint từ chức. Năm 2010, ông Yanukovych đắc cử Tổng thống. Chỉ 3 ngày sau đó, ông hủy bỏ lời hứa giữ mức lương và lương hưu được ký năm 2009, gây nhiều bất bình trong dư luận. Yanukovych bác bỏ cáo buộc rằng việc cải thiện quan hệ Ukraine-Nga làm tổn hại quan hệ với Liên minh châu Âu. Vào tháng 2 năm 2012, Yanukovych đã tuyên bố đề cập đến mối quan hệ với Nga. Thật không khôn ngoan nếu ngủ gục bên cạnh một con gấu lớn. Thời gian này,
Nga với Ukraine có được các thỏa thuận về bình ổn khí đốt. Vào tháng 11 năm 2013, một loạt biến cố xảy ra với Tổng thống Yanukovych. Những cuộc biểu tình và chiếm đóng quảng trường độc lập do những người biểu tình thuộc phe đối lập Ukraine thân EU thực hiện xuất phát từ việc ông Yanukovych từ chối ký kết hiệp định liên kết giữa Ukraine và EU và quay sang tìm sự trợ giúp từ phía Nga để nhận được khoản viện trợ tài chính lên tới 15 tỷ USD cũng như kết hợp quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Đến tháng 1 năm 2014 thì các cuộc biểu tình đã trở nên căng thẳng dẫn tới xô xát giữa lực lượng biểu tình và lực lượng an ninh dẫn tới đổ máu cho cả hai bên. Cuộc bỏ phiếu đột xuất diễn ra vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. 328 trong số 447 thành viên của Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu để loại Viktor Yanukovych khỏi chức vụ Tổng thống Ukraine. Cùng ngày, ông Yanukovych trốn khỏi Ukraine và sang tị nạn tại Nga. Nga phát động chiến dịch tấn công bán đảo Crimea. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi đến Nga ngày 2 tháng 4 năm 2014, Viktor Yanukovych nói rằng ông đã sai khi kêu gọi Nga đưa quân vào Crimea và hứa sẽ thuyết phục Nga trả lại khu tự trị này cho Ukraine. Petro Poroshenko, từ năm 2014 đến năm 2019, doanh nhân, nhà đầu tư, thân EU. Petro Poroshenko, sinh năm 1965, tốt nghiệp ngành kinh tế tại Viện Quan hệ Quốc tế và Luật Quốc tế của Đại học Quốc gia Kiev năm 1989. Không kém Putin, thời trẻ, Poroshenko cũng là một cao thủ cấp quốc gia bộ môn võ thuật Judo và Sambo. Ông từng có đánh nhau với 4 học viên tại Học viện Quân sự Liên Xô và sau đó bị gửi đi nghĩa vụ tại Kazakhstan xa xôi. Khi sinh viên, ông đã tự lập công ty nhập khẩu cacao để sản xuất sô-cô-la thời Liên Xô. Những năm 1990, công ty Rosen của Poroshenko sản xuất 450.000 tấn bánh kẹo. 40% số hàng bán được là ở Liên Xô khi đó. Từ năm 1991, Poroshenko là tổng giám đốc của cơ sở giao dịch chứng khoán Ukraine. Năm 1993, ông quản lý công ty Ukrprominvest, một tập đoàn đầu tư và bao gồm nhiều doanh nghiệp như đóng tàu và sản xuất vũ khí. Qua phần huồn và Ukrprominvest, Poroshenko kiểm soát một số các đài truyền thanh, truyền hình. Vào năm 2014, ông được tạp chí Kinh tế Forbes xếp vào hạng thứ 6 những doanh nhân giàu có nhất Ukraine và thứ 1380 trên toàn thế giới. Ông đắc cử Tổng thống Ukraine cùng năm. Khi rõ ràng rằng ông đã thắng cử vào tối ngày 25 tháng 5 năm 2014, Poroshenko tuyên bố chuyến đi tổng thống đầu tiên của ông sẽ đến Donbass, nơi các phiến quân vũ trang thân Nga đã tuyên bố kiểm soát khu vực. Ông cũng hứa sẽ đòi lại bán đảo Crimea từ Nga. Vào tháng 6 năm 2014, Poroshenko đã cấm mọi hợp tác với Nga trong lĩnh vực quân sự. Trong năm 2014 và năm 2015, đồng tiền Ukraine mất khoảng 70% giá trị so với đồng đô la Mỹ. Kể từ tháng 12 năm 2015, Ukraine đã từ chối thanh toán khoản nợ 3 tỷ đô la cho Nga, vốn đã hình thành một phần của kế hoạch hành động Ukraine-Nga vào tháng 12 năm 2013. Cuối nhiệm kỳ, ông Poroshenko chịu nhiều chỉ trích và điều tra vì các hành vi tham nhũng. Volodymyr Zelensky, hiện tại, diễn viên, nhà sản xuất, thân EU. Volodymyr Zelensky sinh năm 1978, ông lấy bằng luật tại Học viện Kinh tế Kryvyi Rih. Ông nội của vị tổng thống này là một hồng quân và cha một giáo sư đại học. Năm 17 tuổi, Zelensky đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với một nhóm hài nhỏ địa phương tên Zaporizhia Kryvyi Rih Transit và sau đó chiến thắng giải hài kịch quốc gia Ukraine vào năm 1997. Cùng năm, ông lập nhóm hài kịch Kvaton 95 và sản xuất nhiều chương trình cho đài truyền hình Ukraine. Zelensky là thành viên hội đồng quản trị và là nhà sản xuất chung của kênh truyền hình Inter từ năm 2010 đến năm 2012. Vào tháng 8 năm 2014, Zelensky đã lên tiếng phản đối ý định của Bộ Văn hóa Ukraine về việc cấm các nghệ sĩ Nga đến Ukraine. Kể từ năm 2015, Ukraine đã cấm các nghệ sĩ Nga và các tác phẩm văn hóa khác của Nga vào Ukraine. Năm 2018, bộ phim hài lãng mạn Love in the Big City 2 với sự tham gia của Zelensky đã bị cấm chiếu ở Ukraine vì sự châm biếm của nó. Năm 2015, Zelensky trở thành ngôi sao của loạt phim truyền hình Người Hầu của Nhân dân, nơi anh đóng vai Tổng thống Ukraine. Zelensky chủ yếu làm việc trong các tác phẩm tiếng Nga. Vai diễn đầu tiên của anh bằng tiếng Ukraine là bộ phim hài lãng mạn I, You, He, She xuất hiện trên màn hình Ukraine vào tháng 12 năm 2018. Năm 2019, ông Zelensky đắc cử với số phiếu áp đảo là 73%. Có thể thấy, việc nước Ukraine bất ổn chính trị
là một hệ quả đã có mầm mống từ lâu, chứ không chỉ khi Zelensky lên nhậm chức. Và dù xuất thân ngân hàng, chính khách, doanh nhân hay diễn viên, thì cũng không thể nói lên việc bạn điều hành tốt một đất nước hay không. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Các bạn có thể đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Nam. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới.